Mời quý vị cùng đến với tin về trật tự xã hội. Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Xuyên vừa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Trường Giang, sinh năm 1987, thường trú tại ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 10 năm 2023, bị cáo Giang đã mua số ma túy đá với giá là 4 triệu đồng, rồi đem về nhà nghỉ ở đường Dương Minh Quang, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, để chia nhỏ ma túy ra bán lại cho người khác. Khi bị cáo đang đi giao ma túy cho người mua là Trần Thanh Bảo vào tối cùng ngày tại trước nhà nghỉ ở ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Với tổng số ma túy thu được trên người và qua khám xét đối với bị cáo, qua giám định có khối lượng là 8,4301 gram loại methamphetamine. Ngoài ra, khi ở nhà nghỉ, bị cáo Giang còn dùng dụng cụ sử dụng ma túy của mình cho bạn gái là Nguyễn Ngọc Quế Anh cùng sử dụng trái phép chất ma túy khoảng 4 đến 5 lần cho đến khi bị bắt. Tòa tuyên phạt bị cáo Lâm Trường Giang 17 năm tù về tội mua bán trái phép và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.